Bồ câu Nicobar được tìm thấy tại các hòn đảo nhỏ và những bờ biển tại quần đảo Nicobar, quần đảo Mã Lai, Solomon và Palau. Ở Việt Nam, bồ câu Nicobar chỉ được tìm thấy ở Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chim bồ câu Nicobar có bộ lông sáng, đầu màu xám chuyển dần thành màu xanh lá cây và màu đồng xuống thân, đuôi rất ngắn và trắng tinh. Phần còn lại của bộ lông có màu xanh kim loại, phần mỏ màu đen và có một núm nhỏ màu sậm, chân và bàn chân khỏe có màu đỏ xỉn. Con cái nhỏ hơn con đực một chút, lông ngắn hơn và phần dưới nâu hơn. Bồ câu Nicobar là loài du mục, lang thang theo đàn từ đảo này sang đảo khác, thường ngủ trên các đảo nhỏ ngoài khơi. Nicobar chung thủy một vợ một chồng, mùa sinh sản của chúng thay đổi theo địa điểm, nhưng thường diễn ra từ tháng Giêng đến tháng 3. Bồ câu Nicobar làm tổ trong các khu rừng rậm rạp, dùng vài que cát lỏng lẻo trên cây, thường ở những nơi yên tĩnh hoặc ngay dưới tán cây. Con mái đẻ một quả trứng hình elip màu trắng và chút xanh nhạt, cả bố và mẹ thay nhau ấp trứng trong khoảng 2 đến 5 tuần. Bồ câu Nicobar bị săn bắt với số lượng đáng kể vì chúng quá đẹp. Đặc biệt hơn, thời xa xưa, chúng còn bị săn lùng bởi cơ thể chứa một thứ rất độc đáo, đó là đá mề. Đây là một loại đá nhỏ nằm trong bầu diều, giúp nghiền thức ăn thành một chất lỏng để mớm cho chim con. Người ta săn Nicobar để lấy đá mề làm trang sức. Trong sách đỏ Việt Nam, bồ câu Nicobar xếp ở phần 139 theo alphabet.